rất là rẻ luôn mà. Đây là hồ bơi cực kỳ xinh đẹp luôn á. Ở đây thì yên tĩnh nha, yên tĩnh mà không khí thì trong lành mát mẻ nữa chứ. Đó, ngồi cạnh hồ bơi mà ngắm cảnh thư giãn rồi phải nói cực kỳ chill nha. Tay ngồi mà quá trời đông ở khu vực phía khu vực nhà mát ở phía kia luôn. Đây em vào một căn phòng đó, đây là dãy B. Đây em vào một căn phòng có giá cao nhất ở khu vực Villa Liên Tho, quay cho cô chú chị các bạn mình cùng xem nha. Đó, căn phòng này có giá hiện tại là 1,5 triệu một đêm là cao nhất luôn cô chú, mà sức chứa là khoảng 8 đến 9 người ở, 10 người mình ở vẫn được luôn. Ở khu vực phía ngoài thì mình có một bộ bàn ghế cây nè, rất là đẹp luôn nha, xịn sò con bò. Ở khu vực này thì mình có khu vực rửa chén bát đồ nãy kia, đầy đủ hết. Ở khu vực ngoài đây là khu vực mình đi thẳng vào là khu vực phòng khách. Đây là cửa kính cô chú, cửa kính đó, một bộ bàn ghế có ly tách trà rồi. Phòng khách thì có tivi màn hình siêu phẳng nha. Ở đây thì mình có 3 phòng cô chú. Đây, 3 phòng. Căn phòng đầu tiên em đi vào, có kệ để quần áo, máy sấy, dép. Một căn phòng đầu tiên có view tầm nhìn ra hướng hồ bơi nha, rất là đẹp. Căn phòng thứ hai là căn phòng đối diện cặp bên luôn, cũng như vậy luôn cô chú, đầy đủ tiện nghi hết. Rất là rộng nha. Đây là căn phòng thứ ba. Căn phòng thứ ba là giường đôi, sức chứa ở căn phòng này là tới 9 người vẫn được nha cô chú, 9-10 người vẫn được, giường đôi. Căn phòng thứ ba này thì có khu vực toilet riêng. Nè. Đó, khu vực toilet, nhà vệ sinh nè. Căn phòng giường đôi này có toilet riêng nha. Còn hai căn phòng đơn bên phía bên đây thì mình có khu vực toilet chung. Toilet chung là nằm ở khu vực đây, em ở. Khu vực nhà vệ sinh chung. Nhìn rất là đẹp luôn. Full hết cô chú, đầy đủ hết. Và giá phòng thì rất là rẻ nha. Có 1,5 triệu một đêm mà ở được 9-10 người luôn á. 9 người bình thường. Cô chú chị và các bạn mình nhanh tay liên hệ đặt phòng với em để có giá cả hợp lý và rẻ nhất qua số điện thoại Zalo 0944633911 hoặc 0987777433 nha, để em đặt phòng cho cô chú chị và các bạn mình có giá cả hợp lý và rẻ nhất để mình cho kỳ nghỉ của mình vào những ngày gần đây nhất, đặc biệt là những ngày Tết Tây, Noel rồi tới nè cô chú. Thường thường thì những ngày đó thì giá phòng nó lên đó cô chú, mà cô chú đặt ở bên em thì có thể em vẫn giữ nguyên cho cô chú. Đó, đây là một hồ bơi cực kỳ xinh đẹp luôn. Buổi chiều thì các cô đi dọn vệ sinh này kia ở xung quanh, rất là đẹp nha cô chú. Ở đây là những dãy phòng mà tiết kiệm á, những dãy phòng mà rẻ cô chú, 350.000 là những dãy phòng ở khu vực phía đây thì full hết rồi. Nó full hết luôn. Con dạ con ơi, tặng rồi ra con tặng nha chú. Dạ, để con quay vòng vòng tới để con chúc con bàn với chú ví dụ này một cái. Dạ quay cho cá dạ.
ở đây là khu vực bếp chung của cô chú, khu vực bếp chung nè, nhà bếp chung mình ra đây mình nấu nướng này kia đó. Cá vô cá. Cá gì vậy? Cá quá trời cá. Ở khu vực phía Hồ Sen ở ngoài khu vực villa nè cô chú. Buổi chiều mình ra đây mình tản bộ, mình ngắm cảnh, mình cho cá ăn đồ, có xuồng mình bơi, mình chụp hình đồ luôn ha. Cực chiêu luôn đó. Bị dịch lội tung tăng luôn. À, cá nè. Cá này mới thả hay sao chú? Thả lâu rồi. Quá thích ổn mấy con chịt nè. Tại nó nên nó nhào lại nó. Cá này con cá du hồng hay gì chú? Phải không? Du hồng, du phi. Cái sen này chừng nó lâu mọc lại quá chú ơi. Bây giờ nó ăn ba cá này đang hết tươi nè. Hả? Đó. Từ từ chở cá đây ngon. Hả? Cái gì đây? Nó cho cá đang á. Dạ. Ăn hết chân. Đó. Đây là chủ nha cô chú. Chủ của căn villa này nha. Cho cá ăn đó. Bữa nay mấy phòng đơn là full hết hả chú? Full hết à. Mấy cái phòng ở khu vực này cũng full luôn hả? Dạ. Con quay lại con có khách cho ông. Chúc con bàn ông vụ này. để con đi quay một cái đi, chút xong rồi con thả lại cho rồi con bàn lại cho vô chú một cái. Bộ cá này cá quá trời nè. Dạ. Cái này mà sen nó mọc lên nữa đẹp quá ha chú ha. Nhưng mà cá đang quá trời. Mà nó đâu có diệt nổi sen này đâu. Ăn chứ nó không chết nổi đâu. Mấy dịch cho đang ba gốc á. Dạ. Nó không chết sen nữa đâu. Đó. Ăn hết trơn à. Dạ. Chú vậy mà xấu gì rồi. Năm mấy tuổi vậy là quá đẹp rồi còn gì. Ở đây là hồ sen, hồ cá đó cô chú. Đó. Dạ. Chắc từ từ nó cũng mọc lên nè cô, dễ gì mà nó tuyệt chủng được. Sen này nó sống dài lắm. Dạ. Đây nè cô chú, cá nè, cá vòng ở khu vực hồ sen nè. Mà lần hồ sen này thì mọc lên rất là đẹp luôn. Buổi chiều mình ra đây mình tản bộ vòng mình ngắm cảnh nha. Khu vực phía sau thì có những vườn cây ăn trái. Ở đây là cái này là trái cacao phải không cô? Đừng trái cacao. Đó. Cái trái này ăn được không con? Không biết ăn được luôn nữa. Đó cô chú có ổi nè, xoài, dừa. Đó, đi xe. Đó. Đi tản bộ ở xung quanh hồ sen này. Sen này thì từ từ mọc lên cô chú. Đó. Đó. Đó nha. Dạ. Đó ở khu vực phía sau này thì khu vực nhà ăn, nhà mát làm nhà ăn uống đồ ra khu vực phía sau này cô chú. Nè. Đó, khu vực phía sau này rất là rộng luôn nha. Chú sửa sạn trồng dừa lên. Bãi đất phía sau này cực kỳ rộng luôn. Đó, có trồng những dàn mốt rất là đẹp nha, khu vực rộng lắm, thênh thang luôn, trồng mốt. Ở đây thì những trái đậu rồng, dê đậu rồng. Đó, quang cảnh nơi đây thì rất là đẹp luôn nha. Ở phía sau này thì có hai phòng dành cho dạng mà cặp tình nhân, vợ chồng mới cưới rồi ra rồi mình yên tĩnh đó cô chú, thì giá phòng 450.000 hai người lớn. Còn phòng ở phía trên khu vực 7B thì có 350.000 một đêm thôi. Ở đây dạng như một khu vực nhà mát.
Mình chạy xe ra khu vực phía sau mình đậu cũng được cô chú. Ở khu vực phía này thì có bãi đậu xe nè. À, đây là hai cái những căn phòng, những căn phòng dành cho như cặp tình nhân vợ chồng mới cưới đâu cô chú. Mình đây mà full này, bữa nay thì full rồi đó, những căn phòng. Đó. Đây em kính mời cô chú chị và bạn mình cùng vào một căn villa có ký hiệu A5 để cùng tham quan cùng với em nha. Đó. Căn này phải không chế? À, em kính mời cô chú chị và bạn mình cùng vào bên trong phòng nha. Đó. Đó, căn phòng này thì ở khu vực phía đây là phòng khách của chú. Ở đây thì gỗ rất là đẹp nha, rất là sang trọng. Khu vực phòng khách, quầy bar, bàn ăn và khu vực bếp ở đi thẳng vào bên trong khu vực phòng tiếp khách luôn. Đó. Còn quay qua hướng đây là khu vực nhà vệ sinh, tủ quần áo, toilet nè. Đó. Rất là xịn sò nha. Giá phòng này thì mình ở được 7-6-7 người luôn cô chú. À, mà có giá thì rất là rẻ nha. Giá thì 1,2 triệu một đêm. Ở đây thì còn có hai phòng, một phòng là một giường đôi. Đó, phòng giường đôi thì có view tầm nhìn ra hướng khu vực phía ngoài, khu vực phía nhà mát, hồ bơi nè cô chú. Đó. Đây. Căn phòng rất là đẹp nha. Đối diện với căn phòng bên kia là một phòng giường đơn. Đó. Ở chẳng giữa là phòng khách, quầy bar và nhà bếp luôn. Phòng đơn phía đây thì có khu vực nhà vệ sinh riêng. Đó, khu vực nhà vệ sinh riêng luôn. Đó, nhìn rất là đẹp. À, ở đây thì căn phòng, mấy căn phòng này thì có view tầm nhìn ra hướng hồ bơi hết nha. Đó. Rồi. Phòng này thì sức chứa thì tối đa là khoảng tầm khoảng 7 người luôn cô chú. Ở 7-8 người luôn á, mà có giá 1,2 triệu một đêm thôi. À, như tỷ một giường này thì như tỷ thì quen với em thì em tắn vào cũng được, như tỷ đây 2-3 người mình lót thêm nệm cũng được, nệm ở dưới cũng được. Ở đây mình phòng này mình ngủ được 3 người, bên kia thì mình ngủ được 4 người. À, giường đôi 4 người thì cũng được 7-8 người của chú, 4-5 người luôn, giường bên kia. Mà giá thì rất là rẻ nha. À, rồi em sẽ đi ra khu vực phía ngoài và tiếp tục quay cho cô chú chị và các bạn cùng xem nha. Chế dẫn đoàn khách hả? Đi chung với đoàn khách đúng không? Ừ. Không sao, tại em thấy là em biết. Chế ở đâu? Ở Phan Thiết. Phần thiết hả? Ừ. Ở chút cho em chụp hình nó chế ấy đi, chút em quay lại em chụp khách, về hình. Để gì đi? Em quen em ở đây, em bắt khách cho đây, em làm YouTube á. À, làm YouTube á. Dạ. Rồi vậy là chứ để đi chứ. Dạ dạ, có gì em ơi. Dạ. Dạ. Showroom. À, em làm em bút phòng cho chú ở đây, chủ ở đây nè. Dạ dạ. Chứ em làm bên sister đó chứ. Dạ. Em bắt khách. Nhỏ hơn em nữa. Dạ, dạ. Em hả? Tại kêu vậy đó thì kêu vậy cho nó. Kêu ấy, dạ. Dạ. Em thì ba mấy rồi, già đâu. Già cái đầu. Đó, vậy là ở đây tới 33, năm nay 34. Ừ.
già cái đầu vậy. Mũi cũng làm du lịch mà bây giờ mũi thấy mệt quá, muốn đuổi nghề. Dạ. Dạ, dẫn ha. Vậy là dẫn cái đoàn này cũng hơi bị cực không? Không phải đoàn mà là người yêu má ơi. Người yêu. Quay chúng tôi đi. Người yêu hả? Ôi bắt cầu chứ không. Không có vẻ mình quay sơ qua quay cái em cũng phải giới thiệu trong đó chứ. Có rồi, em có quay sơ qua rồi. Em có quay sơ qua rồi. Quay chúng à? Hả? Vậy là dẫn đoàn người yêu á. Không ơi, ý là bạn á, xong rồi mình đi chung với ông đó rồi mấy người đó là bạn chung. À. Mà ở trên Phan Thiết á thì bay xuống bữa nay luôn hả? Bay hôm kia rồi. Hôm kia rồi. 16 rồi. À, vậy sao chứ? Trên Phan Thiết là em này nó cũng là làm chăm sóc khách hàng ở resort đó. Ồ, ok ha. Okay. Nói tiếng Anh như bó luôn. Chỗ có chỗ không luôn á. Ở đây hết thảy mình được nhiêu phòng chứ? 23 phòng. Alo. Bây giờ tính quay lại, tính người ta kêu quay bên kia mà. Mày lấy âm thanh không không? Có chứ. Có. Âm thanh là dính vô đây hết luôn. Nãy giờ mình nói là dính vô hết á. Yếu lên luôn ba. Đúng rồi. Đó. Quay mặt mũi đấy. Rồi đây đây để Quynh quay mũi nè. Mũi. Để anh Quynh quay mũi để anh giới thiệu. Thôi, cái này cái gai giới thiệu là ai muốn có khách, muốn có người yêu nước ngoài hãy liên hệ với mũi nè cô chú. Đây mũi này ở Phan Thiết nha. Đó. Thiệt mà anh ai cần nước nào em, nước Mỹ phải không? American phải không? Hey cô chú. Đó. Vậy chưa có vợ và có đứa con rồi. Bắt cười của cô chú. Giờ video em cũng đã dài nha. Cô chú anh chị và các bạn xem video em thấy hay cho em xin một like nha. Comment chia sẻ kênh ủng hộ giúp em. Giờ em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào một clip tiếp theo nha. Còn đây là ai muốn có chồng nước ngoài các nước thì liên hệ với em tên gì? Em tên Miss Ren. Muốn có chồng nước ngoài các nước luôn là em có đủ chân cô chú đó. Em đang dẫn đoàn người yêu nước ngoài các nước luôn. Rồi em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chính chị và các bạn vào một clip tiếp theo nha. Bye bye.